Sáng ngày 28 tháng 4, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, sự kiện 30 tháng 4 là một trong những mốc son chói lọi nhất, là sự kiện mà thời gian càng lùi xa thì giá trị và ý nghĩa lịch sử càng to lớn hơn. Đồng chí chia sẻ, buổi họp mặt hôm nay với sự góp mặt của các đồng chí từng có mặt ở khắp các chiến trường năm xưa và các bạn trẻ là người tiếp nối sự nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước hôm nay, với ý nghĩa là sự truyền lửa giữa các thế hệ. Đó là ngọn lửa của lòng yêu nước, lẽ sống, ước mơ khát vọng, ý chí nghị lực, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, tinh thần, hào khí 30 tháng 4 lịch sử mãi là ngọn lửa để các thế hệ hôm nay quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam cường thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Sáng ngày 28 tháng 4 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2021, đồng thời phát động Tháng Công nhân và phối hợp với Ban chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động, phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Công đoàn Việt Nam cần đổi mới cách thức hoạt động, đi sâu, đi sát với đời sống của đoàn viên công nhân lao động. Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu chính quyền doanh nghiệp định kỳ tổ chức lắng nghe và đối thoại với công nhân lao động, giải quyết kịp thời những vấn đề công nhân quan tâm bức xúc, trong đó tập trung giải quyết những tồn tại nhiều năm như vấn đề nhà ở của công nhân, khu công nghiệp, nhà trẻ, trường học, văn hóa giải trí. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ngày 27 tháng 4. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các huyện Củ Chi và Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử, 37 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 13 người được Trung ương giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu Quốc hội. Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 50 ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Từ 50 ứng cử viên này, cử tri sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội vào ngày 23 tháng 5. Mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên, bầu ra 3 đại biểu Quốc hội. Sáng ngày 28 tháng 4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong vòng 12 giờ qua, cả nước không có thêm ca mắc mới dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là nguy cơ cao dịch xâm nhập từ nước ngoài qua các trường hợp nhập cảnh trái phép. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là dịp lễ 20 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết, không được chủ quan lơ là. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K để phòng chống dịch COVID-19, liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn khi cần thiết. Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 28 tháng 4, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố, Trung tâm Xe buýt, phối hợp liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến và Hợp tác xã Vận tải số 28, khai trương và đưa vào hoạt động 4 tuyến xe buýt có trợ giá, gồm tuyến số 1, 15, 65 và 152. Theo Trung tâm Xe buýt, sau thời gian dài đấu thầu, liên danh Bảo Yến Hợp tác xã 28 đã trúng thầu, đảm nhận khai thác 4 tuyến trên trong thời gian 5 năm và bắt đầu đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Trong đó có 3 tuyến 1, 65 và 152 đưa vào khai thác 42 xe mới 100%. Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu là 5 năm với kinh phí trên 130 tỷ đồng. Hiện Trung tâm Xe buýt đang tổ chức đấu thầu 2 tuyến số 4, 43 và đang tiếp tục khảo sát lập phương án tuyến, trình phê duyệt để tổ chức đấu thầu 39 tuyến. Dự kiến đến cuối năm 2023, tổ chức đấu thầu hoàn tất tất cả các tuyến. Sáng ngày 28 tháng 4, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ,
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định dừng bắn pháo hoa vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 như dự kiến. Đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ban tổ chức các sự kiện kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch, giảm quy mô tổ chức, hạn chế tập trung đông người, cần tổ chức các hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau để thực hiện giãn cách. Theo một báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á vừa được công bố sáng nay ngày 28 tháng 4, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi ở mức 6,7% trong năm nay, bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 ở các quốc gia lân cận, và sẽ tăng lên 7% trong năm 2022. Khái quát tình hình, báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2021 nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu, tăng đầu tư và mở rộng thương mại. Đà tăng trưởng được dự báo sẽ tiếp tục nhờ các chương trình cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và sự tham gia của Việt Nam vào nhiều hiệp định thương mại tự do với hầu hết các nền kinh tế phát triển. Thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các hãng lữ hành, nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá sâu cho du khách được các nhà hàng, khách sạn triển khai, mức giảm dao động 20% đến 65%. Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác một số sản phẩm du lịch mới để kích cầu, thu hút khách tại chỗ. Chẳng hạn như công ty thuyền Sài Gòn bắt đầu triển khai tour vòng nguyệt trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nga. TST Tourist đang triển khai tour khám phá thành phố Thủ Đức đi về trong ngày, gồm tham quan chùa Bửu Long, lâu đài Long Island, khu du lịch nhà vườn Long Phước. Các tour du lịch sinh thái đưa du khách trải nghiệm làm nông dân cũng được nhiều khách hàng thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm, với giá khoảng 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một người. Ngành du lịch cũng khuyến cáo người dân du khách vui chơi lễ nhưng phải đảm bảo phòng dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế theo quy định. Ngày 27 tháng 4, Nga thông báo phạt Apple 12,1 triệu đô la Mỹ với lý do tập đoàn của Mỹ đã lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bằng cách ưu tiên phân phối các ứng dụng cho chính tập đoàn này phát triển. Giới chức Nga thường xuyên điều tra và xử phạt những công ty công nghệ nước ngoài như Facebook, Google vì không tuân thủ quy định luật pháp của nước mình. Nước này cũng đang điều tra nền tảng chia sẻ video YouTube vì nghi ngờ lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường để đưa ra những quyết định không minh bạch, thiên vị và khó đoán. Theo thông báo của cơ quan chống độc quyền Nga, YouTube sẽ dựa trên những quy định của nền tảng này để xóa và chặn tài khoản người dùng mà không cảnh báo hay cho phép giải thích. Hành động như vậy có thể dẫn tới xâm phạm quyền lợi của người dùng và hạn chế cạnh tranh.